lấy số tiền này thuê một căn nhà rộng hơn ở nha mẹ. Mẹ, mẹ sẽ muốn một căn nhà thiệt là bự, thiệt là đẹp để sống với tụi con ha. Cái đùi gà trong nồi là để phần lát mang vào cho thằng Nga đấy, cấm được ăn. Cái gì? Nhiều kênh hoa. Đùi gà cho thằng Nga ấy. Nè, mình cứ lựa nước nào đi. Rồi anh đăng ký tour cho hai mẹ con. Trời ơi, từ bao giờ mà anh nhiễm cái thói ăn chơi đua đòi của thằng Nga với con báo vậy anh Ngọc? Anh cũng muốn cho cả nhà được lần vui vẻ thôi mà. Con đi học mới về hả? Chào chú Chung đi con. Chào con. Chào chú. Nếu con có bố dượng, con có đồng ý không? Bà Lâu Phúc hả? Bà nghe là con. Nếu cuộc đời sao bà không đối xử với mẹ tốt không chú? Bây giờ mẹ sắp có chồng mới rồi đó. Bây giờ lòng mới chưa? Nếu lòng ta chưa chan những hy vọng. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.